Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đặc điểm thứ tư của một cơ thể sống, đó chính là sinh sản. Và phần sinh sản này cô sẽ chia nó ra làm hai chủ đề, đó là sinh sản ở thực vật và sinh sản ở động vật. Và tiếp này cô sẽ giới thiệu với các em về sinh sản ở thực vật. Trước tiên thì chúng ta tìm hiểu thế nào là sinh sản. Bây giờ cô cho cái bốn cái trường hợp như thế này. Các em xác định cho cô trường hợp nào được gọi là trường hợp sinh sản. Trường hợp thứ nhất, lợn mẹ đẻ đàn lợn con. Trường hợp 2, thằng lằn đứt đuôi, sau đó mọc đuôi mới. Trường hợp thứ 3, củ nảy mầm và phát triển thành cây mới. Trường hợp thứ 4, hạt đậu nảy mầm, phát triển thành cây mới. Vậy thì trong 4 trường hợp này, các em xem thử là trường hợp nào được gọi là sinh sản. Vậy khi nghe đến từ sinh sản thì các em phải hiểu rõ nó phải mang đầy đủ hai đặc điểm. Thứ nhất là phải tạo ra cá thể mới, và cá thể mới này có ý nghĩa là tạo sự phát triển liên tục của loài. Vì thế mà chúng ta thấy là hình số 1 là trường hợp lợn sinh ra một đàn con, đây là những cá thể mới. Trường hợp thứ hai, thằng lằn mọc đuôi mới, cái đuôi là mới nhưng cá thể của nó là cá thể cũ, cho nên trường hợp thứ hai không gọi là sinh sản. Trường hợp thứ ba, củ nảy mầm và phát triển thành cây mới, đây là trường hợp sinh sản. Và trường hợp thứ tư là trường hợp hạt đậu nảy mầm và phát triển thành cây mới. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xác định 3 ví dụ, 1, 3 và 4 là trường hợp sinh sản. Vậy thì có những hình thức sinh sản nào? Thì các em nhìn thấy để ra được đàn lợn con như thế này thì phải có lợn đực và lợn cái. Để ra hạt đậu như thế này thì phải có hạt phấn và nọ. Và hai trường hợp này người ta sẽ gọi nó là sinh sản hữu tính. Còn trường hợp này chỉ cần một củ nảy mầm để tạo ra cái mới thì cái trường hợp này người ta sẽ gọi là sinh sản vô tính. Như vậy ở đây chúng ta chốt lại những vấn đề, đó là sinh sản là gì? Là quá trình tạo ra những cá thể mới và đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài. Và chúng ta xác định có hai hình thức sinh sản, đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi từng hình thức sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật. Đầu tiên là khái niệm về sinh sản vô tính. Bây giờ các em hãy nghiên cứu các ví dụ sau đây và cho cô biết thế nào là sinh sản vô tính. Đây là những trường hợp sinh sản vô tính ở thực vật. Các em hãy quan sát và nêu cho cô đặc điểm sinh sản vô tính là gì. Vậy ở đây chúng ta thấy lá của cây sống đời nảy mầm và tạo ra cây con, củ nảy mầm tạo ra cây mới, ở đây cũng vậy. Còn ở đây là thân của cây rau má mọc ra cây mới. Như vậy tất cả những trường hợp này, cá thể mới được tạo ra chỉ từ một cá thể ban đầu, hay chúng ta thường hay dùng cái từ là cá thể mẹ. Vậy thì chúng ta chốt lại thế nào là sinh sản vô tính. Vậy sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Vì thế mà đương nhiên con sinh ra sẽ giống nhau và giống cây mẹ. Các em ghi những cái ví dụ như sau. Vậy thì sinh sản vô tính nó có những hình thức sinh sản nào? Ở đây cô giới thiệu các em có hai hình thức sinh sản. Thứ nhất là sinh sản bằng bào tử. Thứ hai là sinh sản sinh dưỡng. Trong sinh sản sinh dưỡng này thì chúng ta sẽ chia nó ra làm hai nhóm. Một nhóm là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và một nhóm là sinh sản sinh dưỡng nhân tạo.
về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thì các em thấy thường là cây con nó sẽ mọc ra từ lá, từ thân, từ rễ, ngoài ra còn có thể mọc ra từ củ, vân vân. Còn sinh sản nhân tạo thì chúng ta hay gặp là dâm cành, chiết cành, ghép và nuôi cấy mô tế bào thực vật. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng hình thức sinh sản ở thực vật. Bây giờ cô sẽ giới thiệu các em về sinh sản bằng bào tử. Và sinh sản bằng bào tử là chúng ta hay gặp ở rêu và dương sỉ. Khi nghe là bằng sinh sản bằng bào tử thì các em chú ý, đây là bào tử. Vậy thì bào tử này được tạo ra từ đâu? Chúng ta tìm xem. Đây, các em nhìn xem, đây chính là túi bào tử, có nghĩa là trong cái túi này nó đựng rất là nhiều bào tử. Như vậy khi bào tử được phóng thích ra khỏi túi thì nó sẽ nảy mầm. Đây, và nó tạo thành. Và các em nhìn cái vòng chu kỳ sống của nó. Như vậy chúng ta kết luận đặc điểm của sinh sản bằng bào tử. Thứ nhất là cá thể con được hình thành từ tế bào đã được biệt hóa của cơ thể mẹ, gọi là bào tử. Bào tử được hình thành trong túi bào tử của cây trưởng thành. Đây, các em nhìn đây là những cái hình ảnh về túi bào tử của cây rêu. Ngoài cây rêu ra thì cây dương sỉ cũng sinh sản bằng bào tử. Đây, các em nhìn mặt dưới của cây dương sỉ. Vậy là chúng ta đã xong hình thức sinh sản đầu tiên, đó là sinh sản bằng bào tử. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu hình thức sinh sản vô tính thứ hai của thực vật, đó chính là sinh sản sinh dưỡng. Bây giờ các em hãy quan sát các ví dụ sau và cho biết sinh sản sinh dưỡng là gì. Các em quan sát 3 ví dụ này. Như vậy chúng ta thấy là ví dụ đầu tiên là cơ thể con được hình thành từ lá của cơ thể mẹ. Ví dụ 2, cơ thể con hình thành từ củ của cơ thể mẹ. Và ví dụ 3, cơ thể con được hình thành từ thân của cơ thể mẹ. Như vậy thì chúng ta có thể đúc kết sinh sản sinh dưỡng là cá thể con có thể phát triển từ một phần cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ, như là rễ, thân, lá, vân vân. Và chúng ta sẽ có 2 hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. Thứ nhất là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, như những hình thức vừa rồi chúng ta vừa xem. Hình thức sinh sản thứ hai đó là sinh sản sinh dưỡng nhân tạo, có nghĩa là có sự tham gia của con người. Thì ở đây chúng ta sẽ có những trường hợp chúng ta gọi nó là nhân giống vô tính, như là dâm, chiết, ghép và trường hợp nuôi cấy mô tế bào. Vậy từ đó chúng ta thấy rõ ràng vai trò của sinh sản vô tính đối với thực vật. Thứ nhất là giúp cho thực vật tồn tại và phát triển. Thứ hai, đối với đời sống con người thì nhờ sinh sản vô tính này mà chúng ta có thể nhân nhanh giống cây trồng trong thời gian ngắn. Thứ hai là duy trì được các đặc tính tốt. Và thứ ba là giá thành thấp, hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, đối với sinh sản vô tính nó cũng có cái nhược điểm của nó. Bởi vì các em biết là đặc điểm của sinh sản vô tính là cá thể con nó giống nhau và giống với cá thể mẹ. Chính vì như thế mà đây chính là nhược điểm, là các cá thể con giống nhau và giống cá thể mẹ. Từ đó mà khi môi trường hay là điều kiện khí hậu thay đổi thì cái khả năng sống sót của các cá thể cả mẹ lẫn con nó sẽ rất là thấp, vì thế mà dẫn đến là chết hàng loạt. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cái hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Bây giờ cô muốn giới thiệu với các em sang hình thức sinh sản thứ hai của thực vật, đó là sinh sản hữu tính. Như vậy đầu tiên chúng ta hiểu thế nào là sinh sản hữu tính. Các em quan sát sơ đồ sau đây.
Từ đó đi đến khái niệm cho cô, sinh sản hữu tính ở thực vật là gì? Về đây, ở đây các em hiểu là đây là giao tử đực kết hợp với giao tử cái, nó sẽ tạo thành hợp tử, rồi hợp tử này sẽ phát triển thành phôi, phôi này sẽ phát triển thành cơ thể mới. Vậy từ đó chúng ta sẽ đúc kết sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản mà có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. Giao tử đực đây chúng ta có thể gọi nó là tinh trùng, giao tử cái chúng ta có thể gọi nó là trứng, thông qua quá trình thụ tinh và để tạo nên hợp tử. Hợp tử này sẽ phát triển thành phôi và cuối cùng là tạo ra cá thể mới. Như vậy đặc trưng của sinh sản hữu tính là gì? Thứ nhất là nó phải có quá trình hình thành và hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái để tạo nên cá thể mới. Như vậy có nghĩa là nó luôn có sự trao đổi và tái tổ hợp hai bộ gen của hai cơ thể. Thứ hai là luôn gắn liền với quá trình giảm phân để tạo ra giao tử. Vậy thì các em xem thử là sinh sản hữu tính nó ưu điểm hơn so với sinh sản vô tính ở điểm nào? Ở đây chúng ta thấy rằng là những cái loài mà sinh sản hữu tính thì cá thể nó sẽ đa dạng hơn rất là nhiều. Như vậy khi nó đa dạng hơn thì nó có thể là tốt hơn so với bố mẹ. Vì thế mà tăng khả năng thích nghi ở thế hệ sau với môi trường sống và tạo ra sự đa dạng di truyền, từ đó sẽ cung cấp nguồn vật liệu di truyền cho trọn lọc tự nhiên và tiến hóa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa. Đầu tiên thì cô sẽ giới thiệu qua về cấu tạo của hoa. Số 1 này chính là tràng hoa. Số 2, em nhìn đi, nhị. Thứ ba là nhụy. Thứ tư chính là đài. Và thứ năm là cuốn. Và đây là chu trình phát triển của thực vật có hoa, chu trình sinh sản của nó. Em quan sát chu trình. Vậy các em thấy đầu tiên là giai đoạn đầu tiên phải là thụ phấn. Mà muốn thụ phấn được thì phải có hạt phấn và túi phôi. Sau quá trình thụ phấn sẽ là thụ tinh. Thụ tinh thì sẽ hình thành nên hợp tử và phát triển thành phôi. Phôi phát triển này sẽ nó trở thành là hạt và quả. Và hạt này sẽ lại tiếp tục nảy mầm để tạo ra một thế hệ mới và phát triển thành cây mới. Như vậy giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự hình thành hạt phấn và túi phôi. Thứ nhất là sự hình thành về hạt phấn. Em quan sát sơ đồ sau. Vậy nghe cô hướng dẫn về cái sơ đồ này. Vậy tế bào mẹ ở bên trong bao phấn này sẽ giảm phân và tạo ra 4 tiểu bào tử. Và 4 tiểu bào tử này sẽ thực hiện quá trình nguyên phân để tạo ra 4 hạt phấn, hay còn gọi là thể giao tử đực. Thì trong cái mỗi hạt phấn này nó sẽ có 2 nhân, đó là nhân sinh sản và nhân sinh dưỡng. Thứ hai là hình thành túi phôi. Đầu tiên cũng là từ tế bào mẹ của đại bào tử sẽ thực hiện giảm phân cho ra 4 tế bào. Tuy nhiên thì sẽ có 3 tế bào bị tiêu biến, còn lại chỉ có 1 tế bào. Tế bào này sẽ phát triển thành giao tử cái. Và giao tử cái này nguyên phân liên tiếp 3 lần. Nó sẽ tạo thành túi phôi gồm có 8 tế bào.
Vậy các em thấy là có 3 tế bào đối cực, 2 nhân phụ, 1 noãn và 2 tế bào kèm. Bước thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình thụ phấn và thụ tinh. Đầu tiên là quá trình thụ phấn. Vậy em hiểu thế nào là quá trình thụ phấn? Các em nhìn lại. Như vậy rõ ràng chúng ta có thể hiểu thụ phấn chính là gì? Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến nhụy. Như vậy hình thức vận chuyển có thể khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ có hai hình thức thụ phấn, đó là tự thụ phấn và thụ phấn chéo. Tự thụ phấn là gì? Là nhị và nhụy sẽ trên cùng một hoa. Còn thụ phấn chéo là hai hoa trên cùng một cây, hoặc là có thể là hai hoa trên hai cây khác nhau, là thụ phấn chéo. Như vậy những cái tác nhân giúp cho cây thụ phấn đó là gì? Em thấy hình đầu tiên đó chính là nhờ gió. Thứ hai là nhờ côn trùng. Thứ ba là nhờ nước. Thứ tư là nhờ các loài động vật. Và cuối cùng chính là nhờ con người. Tiếp theo, thụ tinh là gì? Đối với thực vật thì các em lưu ý có một cái khái niệm thụ tinh, đó là thụ tinh kép. Các em nhìn cô mô tả bằng sơ đồ quá trình thụ tinh kép. Các em lưu ý đây chính là hạt phấn. Trên mỗi hạt phấn thì các em nhớ là nó có hai nhân ha. Hai nhân này nó sẽ đi vào túi phôi. Và quá trình thụ tinh của nó, một nhân sẽ kết hợp với hai nhân phụ, còn lại một nhân sẽ kết hợp với noãn. Như vậy khi nó kết hợp như này thì nó sẽ tạo thành nội nhũ, và cái thứ hai đó là tạo thành hộp tử. Chúng ta sang giai đoạn tiếp theo, đó là quá trình hình thành hạt và quả. Các bạn nhìn đây, chúng ta thấy rõ ràng là noãn sau khi được thụ tinh thì sẽ phát triển thành hạt, còn bầu noãn sẽ phát triển thành quả. Như vậy noãn khi phát triển thành hạt thì trong hạt này nó sẽ có hai thành phần. Thứ nhất là hộp tử này sẽ phát triển thành phôi. Thứ hai là nội nhũ. Nội nhũ này có chức năng là cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi. Và có hai loại hạt. Hạt mà có nội nhũ đối với những cây một lá mầm, còn hạt mà không có nội nhũ thì đối với những cây hai lá mầm. Còn quả thì do bầu nhụy phát triển thành. Chức năng của quả là gì? Bảo vệ hạt, giúp phát tán và duy trì nòi giống. Thứ hai là cung cấp chất dinh dưỡng cho con người, ví dụ như là vitamin, đường, khoáng chất, vân vân ha. Như vậy là cô đã điểm qua cho các em một số đặc điểm chính trong sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật. Bây giờ các em hãy cho cô biết những câu sau đây, câu nào là câu đúng. A. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. Như vậy câu này nói về khái niệm sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái là đúng. Bởi vì các em biết rằng quá trình sinh sản vô tính, cơ thể con chỉ được hình thành từ một bộ phận của cơ thể mẹ. Chúng ta sang câu B. Trong sinh sản vô tính, con cái sinh ra giống nhau và giống với cơ thể mẹ. Câu này cũng là câu đúng. Câu C. Sinh sản bào tử không phải là một hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Thì các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật thì có hai hình thức, đó là sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng. Như vậy câu này nó nói là sinh sản bào tử không phải là hình thức sinh sản vô tính. Câu này là câu sai. Câu D. Từ hạt phấn không thể nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp để hình thành nên cây. Thì thực ra
Hiện nay công nghệ khoa học người ta có thể nuôi cấy hạt phấn, nuôi cấy noãn để tạo ra một cây mới trong môi trường dinh dưỡng thích hợp. Như vậy câu này cũng là câu sai. Câu E, một trong những lợi ích của nhân giống vô tính là giữ nguyên được tính trạng di truyền mà con người mong muốn nhờ cơ chế nguyên phân. Và câu này là câu đúng. Đem sang câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Trong sinh sản, sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra từ A. Từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây. B. Chỉ là rễ của cây. C. Chỉ là một phần của thân cây. D. Chỉ là lá của cây. Nhưng mà các em hiểu là sinh sản sinh dưỡng là được tạo ra từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây, chứ không phải là chỉ có rễ hoặc là thân hay là lá. Như vậy câu A là câu đầy đủ nhất. Em sang câu số 2. Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc điểm A. Giống cây mẹ và có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. B. Giống cây mẹ và không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. C. Giống cây bố mẹ có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. D. Giống bố mẹ không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Thì như các em đã được học thì sinh sản vô tính là cây con được tạo ra từ một cây mẹ và không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Vì thế mà nó chỉ giống cây mẹ tạo ra nó. Do đó mà chúng ta sẽ chọn đáp án B. Các em sang câu số 3. Trong thiên nhiên, cây tre có thể sinh sản bằng hình thức nào? A. Rễ phụ. B. Lõm. C. Thân rễ. Và D. Thân bò. Như các em biết là cây tre thì cây non nó sẽ mọc ra từ bên dưới đất mọc lên, nhưng thực ra nó không phải là rễ mà là cái thân rễ của cây tre. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Bây giờ chúng ta sang câu số 4. Ở thực vật có hoa, cả hai giao tử đều tham gia thụ tinh, được gọi là gì? A. Thụ tinh đơn. B. Thụ tinh kép. C. Tự thụ phấn. D. Thụ phấn chéo. Như vậy thì các em hiểu là hai giao tử đực đều tham gia một quá trình thụ tinh thì chúng ta loại ngay câu C và câu D, đây không phải là quá trình thụ phấn. Mà cả hai giao tử đều tham gia thì chúng ta sẽ chọn thụ tinh kép. Câu số 5. Sau khi thụ tinh, noãn sẽ biến đổi thành gì? A. Quả. B. Hạt. C. Phôi. D. Đài. Sau khi thụ tinh thì noãn sẽ biến đổi thành hạt. Kem sang câu số 6. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kính là gì? A. Tiết kiệm vật liệu di truyền, sử dụng được cả hai loại tinh tử. B. Hình thành nội nhũ, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển. C. Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bộ. D. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển phôi và thời kỳ đầu của cá thể mới. Như vậy các em biết rằng là khi mà thụ tinh kép thì nó có sự hình thành nội nhũ. Thì nội nhũ này nó có chức năng là cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi ở giai đoạn đầu của cá thể mới. Như vậy câu D là cái câu đầy đủ nhất. Chúng ta chọn câu D. Như vậy là cô đã hoàn thành xong cái việc ôn tập cho các em và cho các em một số kiến thức về sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật. Tiết sau cô sẽ cho các em làm bài tập nhiều hơn về chủ đề này. Chào các em, chúc các em ôn tập tốt.